Xin chào quý vị và các bạn, trở lại với xe đời sống.vn. Thời gian gần đây thì Việt Nam quả thực là đón nhận rất là nhiều những cái có thể gọi là siêu phẩm, kể cả những cái chiếc siêu xe rất là đình đám. Và hôm nay thì xe đời sống sẽ đem đến cho các bạn một, có thể nói là một siêu phẩm mini, một chiếc mini chúa hay là vua hay tướng lĩnh mini gì đó, đại loại các bạn có thể gọi. Nhưng đó là một chiếc Mini Cooper nhanh nhất, mạnh nhất trong lịch sử. Và quả thực mình cũng vô cùng là bất ngờ khi cái chiếc xe này vừa mới xuất hiện ở tại Việt Nam. Không ngờ là cũng có những người chơi, những người đam mê thực thụ đem nó về Việt Nam. Và hôm nay xe đời sống sẽ đem đến các bạn cơ hội cùng chiêm ngưỡng cận cảnh và khám phá những cái điều đặc biệt ở trên cái chiếc xe này. Vâng, đó, Mini Cooper John Cooper Works GP. Như các bạn thấy đấy, thời tiết Sài Gòn hay Hà Nội những ngày này rất là nóng nực. Và quả thực cái chiếc xe này nó cũng làm mình hừng hực lên, rất là thú vị, rất là cuốn hút. Nếu mà nói về Mini Cooper tại Việt Nam thì rất là nhiều người yêu thích. Và đặc biệt là cái này là một cái dòng xe mà xe nó có thiên một chút về thể thao, tốc độ mà rất là chất chơi. Và với những cái phiên bản mà hiệu năng cao hơn đến từ John Cooper Works thì nâng lên một cái tầm nữa về cái hiệu suất để cho những người chơi đáp ứng được cái thú gọi là tốc độ, và thậm chí có thể cao hơn là những cái bản độ hay nâng cấp gì đấy lên một cái hạng nữa, đó là chơi về đua xe thể thao chẳng hạn. Để mà nói về John Cooper Works GP thì quả thực nó lại là một cái câu chuyện rất là khác, một cái phiên bản đặc biệt. Và cái chiếc xe này được giới hạn sản xuất là chỉ 3.000 chiếc trên toàn thế giới. Thế thì để cho các bạn mà dễ hình dung này, mình nghĩ rằng là có nhiều người biết rồi, nhưng mà có một số bạn có thể là chưa biết. Thì đối với dòng Mini Cooper, hãng thì cũng chia ra nhiều cái mức gọi là cái mức hiệu năng hay là mức công suất khác nhau. Cơ bản nhất hay là thấp nhất thì đó là dòng Mini One, tiếp đến một cái phiên bản cao hơn đó là Mini Cooper S, một phiên bản cao hơn nữa là Mini John Cooper Works, và đây là phiên bản đỉnh nhất, mạnh nhất và cũng gọi là xuất sắc nhất, mà một cái mẫu xe mà gần như là mang cái tính biểu tượng cho Mini để thể hiện được những cái trình độ về công nghệ, về hiệu năng, về cái chất và đặc tính vận hành, để đem đến được những cái đỉnh cao về vận hành của một cái dòng xe biểu trưng của Mini Cooper. Nếu như chiếc Mini Cooper S có một cái mức công suất là 192 mã lực, cao hơn một chút là Mini John Cooper Works là 231 mã lực, thì cái chiếc Mini John Cooper Works GP này có công suất lên đến 306 mã lực. Tất cả những cái điều đấy đều đến từ một cái động cơ 2.0 lít tăng áp Twin Power Turbo, công nghệ của Mini hay là BMW thì rất là quen thuộc với các bạn rồi. Nếu mà nhìn lại lịch sử một chút, mà từ khi Mini về tay của tập đoàn BMW thì trong những cái vòng đời, những cái thế hệ của Mini Cooper thì trước đây là cũng đã từng có hai phiên bản mang cái tên là GP, nhưng mà nó cái lúc đấy chỉ là dựa trên Cooper S thôi. Sau đó trang bị thêm một cái gói kit GP. Đến cái đời mà Mini mà R56 ấy, thì có tiếp một cái phiên bản là John Cooper Works GP nữa. Tuy nhiên đến bây giờ đây thì là cái thế hệ Mini mới nhất, tất cả những cái gì, những cái phát triển là dựa trên những cái phiên bản đấy. Thì bộ phận gọi là bộ phận phân nhánh và chuyên về hiệu năng cao John Cooper Works. Cái vai trò của cái John Cooper Works thì các bạn hình dung là nó cũng gần gần như là kiểu BMW M hay là AMG của Mercedes, chuyên về phát triển những cái phiên bản hiệu năng cao. Đó, không chỉ có Mini Cooper mà còn có những cái phiên bản như là John Cooper Works cho cái dòng Countryman, ví dụ thế. Đó. Ơi, nói đi nói lại thì các bạn cũng đã hình dung được là cái mẫu xe này có thể coi là đỉnh cao trong lịch sử của thương hiệu Mini luôn. Mạnh nhất, nhanh nhất và kiệt xuất nhất về hiệu năng, về vận hành, về tốc độ. Thế thì ngay bây giờ các bạn sẽ cùng với mình tìm hiểu chi tiết hơn xem là cái chiếc xe này nó đỉnh cao ở những cái gì. Để mà dễ hình dung thì mình sẽ gọi tắt ở đây nó là chiếc Mini GP. Chiếc GP này thì đã được John Cooper Works cải tiến theo những cái phương hướng mà các bạn có thể thấy, đó bao gồm những cái giải pháp. Cái thứ nhất là tăng về công suất, cái thứ hai là giảm về trọng lượng, và cái thứ ba là hoàn thiện về mặt khí động học, cũng như là tiếp theo thì đương nhiên là sẽ có những cái hệ thống mà liên quan đến cái đặc tính vận hành, ví dụ như là hệ thống treo, hệ thống lái. Thì tất cả những cái giải pháp đấy thì cũng thường là được các cái hãng xe áp dụng để tạo ra những cái phiên bản đỉnh nhất, đem lại một cái khả năng vận hành cũng như là cái handling hay là các cái trải nghiệm lái gì nó tuyệt vời nhất. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải thấy rằng đây là một cái phiên bản thực sự là ấn tượng.
Mình nói là ấn tượng bởi vì nó có một cái thiết kế wide body. Thực tế ra thì nếu mà so với chiếc GP mà bản concept ấy, thì nó vẫn hiền hòa hơn một chút. Cái bản concept kia thì nó còn cực kỳ là dữ dội. Tuy nhiên cái bản này đã được gọi là làm nhẹ bớt đi một chút. Tuy nhiên các bạn cũng thấy rằng chưa có một cái chiếc Mini Cooper nào mà có một cái wide body. Ngay cả hai cái thế hệ GP trước 2006 và 2013 cũng không có được một cái wide body mà nó đẹp và nó ấn tượng như cái chiếc xe này. Ở đây các bạn nhìn thấy cái phần mà wide body ở đây là nó nằm ở các cái phần thân hốc bánh xe. Các bạn nhìn thấy đây là cái phần wide body ở đây. Nó không đơn thuần là wide body đâu nhá. Các bạn nhìn kỹ vào đây á, nó có những cái khe rãnh ở đây này. Nó là một cái sự kết hợp giữa cái vẻ đẹp thẩm mỹ tạo cho cái xe có một cái diện mạo nó mạnh mẽ, nó thể thao và nó hiếu chiến, nhưng đồng thời nó cũng đạt được cái hiệu năng khí động học. Ở đây tất cả những cái điều này nó cũng là một cái định hướng rất là rõ ràng đối với lại Mini Cooper trong cái việc tạo ra phiên bản GP đặc biệt này. Nói tiếp với các bạn thì ở đây á, cái phần wide body ở các bạn nhìn thấy phía trước và các cái phần phía sau như này. Đây thì nó rất là đẹp. Mình nghĩ rằng là một trong những cái điểm đặc biệt nữa ở đây chính là cái vật liệu. Đó là cái vật liệu, những cái phần wide body này được làm bằng vật liệu CFRP, đó là nhựa da cường sợi carbon. Chính vì bằng cái vật liệu này cho nên là cái việc mà copy hay là việc độ chế ra một cái mẫu thì có thể, tạo hình thì có thể được, nhưng mà vật liệu thì sẽ rất là khó. Tại vì bản thân trong tập đoàn BMW, cả BMW hay là Mini thì cũng được thừa hưởng để những cái vật liệu này nó vừa tối ưu về cái độ cứng vững và cái tạo hình thẩm mỹ. Đó là cái vật liệu CFRP. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây nó sẽ có những cái vân ở đây, nó vân như là, nhìn kỹ vào nó sẽ có vân gần như là vân như sợi carbon. Đó. Nhưng mà cái này thì nó sẽ rẻ hơn nhiều so với lại sợi carbon thuần túy. Đó là cái đầu tiên, là cái ấn tượng về ngoại hình của chiếc GP này. Tiếp tục nói về cái mặt hiệu năng khí động học thì ngoài những cái chi tiết mình vừa đề cập thì một cái có thể đập ngay vào mắt các bạn nhìn thấy đó là một cái cánh gió đuôi ở trên mui. Đây, cánh gió đuôi GP. Thực sự đây là một cái điểm rất là ăn tiền. Và các bạn nhìn thấy không? Một cái cánh gió đuôi nó rất là lớn, nhưng mà nó được tạo hình cũng rất là đẹp và rất là thẩm mỹ. Và cái cánh gió này ấy, thì nó chia làm hai phần hẳn hoi. Đó, các bạn nhìn ở đây nó có hẳn một cái khe, mình thọc với cái tay vào đây. Và thực sự cái này là một cái chi tiết rất là quan trọng khi mà chiếc xe vận hành ở một cái giải tốc độ cao. Và các bạn có thể hình dung được rằng cái chiếc xe nó nhỏ bé như thế này thôi, về kích cỡ nó chỉ như một chiếc Suzuki Swift, nhưng nó có thể đạt được tốc độ tối đa lên đến 265 km/h. Có thể nó chưa phải là một cái gì đấy kinh khủng, nhưng so với lại một cái chiếc xe nhỏ bé như thế này thì quả thực đó là một cái đỉnh cao, một cái kỷ lục mới ở trong cái ngành công nghiệp. Và nếu mà các bạn hình dung rằng một cái chiếc xe với một cái động cơ 2.0 thôi mà có thể đạt được cái hiệu năng tốc độ mà đỉnh cao như thế, chính vì vậy đây cũng là chiếc Mini Cooper mà nhanh nhất ở trong lịch sử, thì đó là về hiệu năng khí động học. Ở đây đối với lại cái phần đầu như thế này thì các bạn nhìn nó cũng sẽ có một số những cái dấu ấn đặc biệt. Ví dụ mình có thể nói luôn là cái hệ thống tăng cường về làm mát giải nhiệt, thì các bạn nhìn thấy ở cái phần cản trước này cũng đã có những cái hốc để lấy gió, nó lớn hơn và thậm chí nó còn lớn hơn cả so với phiên bản Mini Cooper John Cooper Work. Đây thì nó có một cái chữ GP là để đánh dấu cho cái phiên bản đặc biệt này. Thế thì trong cái việc phát triển cho cái dòng xe này thì Mini cũng tạo ra một cái cách phối màu rất là đặc biệt. Ở đây đó là một cái màu đặc trưng gọi là màu xám xe đua Racing Gray, một màu rất là đặc trưng. Ở đây thì các bạn nhìn đôi khi nó cảm giác như có một chút gì đây là ánh tím nhẹ nhẹ, đôi khi nó như là kiểu màu khoai môn, nhưng mà bản chất nó là một cái màu xám Racing Gray. Trên những cái nền màu xám đó thì những cái chi tiết là màu đỏ Chili Red, nó điểm xuyết ở một số những cái chi tiết để nó tạo nên một cái chất phong cách về xe đua thể thao mà được Mini nhấn nhá. Ví dụ như là phần đầu các bạn nhìn thấy ở đây là cái phần lưới tản nhiệt nó có một khe, hay là cái phần cửa lấy gió ở phía trước. Rồi ở bên hông thì cũng có một cái tem. Các bạn nhìn cái tem này thì các bạn có thể hình dung ra nó là một cái tạo hình nó hài hòa với lại cái diện mạo của cái chiếc xe, nhưng mà nó cảm giác nó như một cái mô phỏng một cái đường đua nào đấy. Phần màu đỏ ở phía sau nó cũng có được hiện diện ở một số những vị trí. Đặc biệt là một cái logo GP dập chìm ở trên cái cánh gió đuôi này rất là đẹp nha. Cái này là màu zin nguyên bản luôn chứ không phải là dán gì đâu nha các bạn. Mà cái cánh gió đuôi này bên phần bên trong là cũng được sơn đỏ luôn. Tất cả đấy. Đó là một cái sự
nguyên bản về thiết kế nó đã tạo nên một cái sự phối màu rất là tương phản, rất là đẹp như thế rồi, không cần phải chế cháo gì lại. Có lẽ là ở cái phần bên ngoài, cái điểm mà cuối cùng mình muốn nhấn mạnh đó chính là cái thiết kế của bộ mâm và lốp. Nếu mà các bạn để ý ở trên phiên bản Mini Cooper S thì cái bộ mâm của nó là 6 chấu. Lên cái phiên bản Mini Cooper Zone Cooper Work thì đó là một cái bộ mâm 5 chấu. Và cái bộ mâm 4 chấu như thế này là chỉ dành riêng cho những cái chiếc Mini GP đỉnh nhất. Và bản thân là cái bộ mâm này cũng là một cái bộ mâm nhẹ nhất trang bị trên một chiếc Mini Cooper. Và nó được sử dụng bằng cái vật liệu là hợp kim nhẹ. Bên trong thì có những cái bộ kẹp phanh màu đỏ. Bộ mâm này là kích thước ở đây là 18 inch và đi kèm với lốp 225/35R18 cho cả phía trước và phía sau. Tuy nhiên thì ở phía trước thì đương nhiên là một cái hệ thống phanh hiệu suất cao hơn, bao gồm là đĩa phanh 360 và bộ kẹp phanh là 4 piston. Cái bộ phanh này là các bạn trên đây các bạn nhìn thấy logo ở đây là Zone Cooper Work luôn. Đó thì tất cả những cái gì diện mạo bên ngoài các bạn có thể nhìn thấy. Thực ra thì có một điểm mà mình cũng không thể bỏ qua được. Đó là gì? Đó là đi kèm với cái bộ wide body. Ở đây, chiều ngang cơ sở của vệt bánh xe cũng đã được tăng thêm một chút so với lại những cái chiếc Mini khác, ngay cả phiên bản Zone Cooper Work. Mình nghĩ rằng mình chưa nghiên cứu một cái con số cụ thể chính xác, nhưng mà nó sẽ mỗi bên mình nghĩ là nó sẽ vào khoảng chừng 2 cm đấy, có thể. Tất nhiên ở cái phần thân này, phần wide body, phần ốp nhựa này ấy, thì nó sẽ ra khoảng chừng 3 cm. Đó, thì tất cả điều đấy nó làm cho cái việc mà tăng thêm cái bề ngang vệt bánh xe, nó làm cho cái chiếc xe nó có thể ổn định hơn trong các cái cú chạy, trong những cái khả năng điều khiển của cái chiếc xe. Vâng, vừa rồi thì các bạn cũng đã nhìn thấy một số những cái điểm đặc biệt ở bên ngoài của chiếc Mini Cooper GP này. Thì giờ đây mình sẽ mở cái khoang máy lên cho các bạn xem. Đây là cái khoang máy của chiếc Mini mạnh nhất ở trong lịch sử luôn, và quả thực nó mạnh thật. Một cái động cơ 2.0 i4 và tăng áp Twin Power Turbo và cho mic công suất là 306 mã lực. Mô men xoắn mà cái điều đáng nói nha các bạn, 450 Nm. Những cái con số này tuyệt vời hơn khi nó đặt vào trong một cái chiếc xe cỡ nhỏ, một cái chiếc xe thành thị, một cái chiếc xe rất là gọn gàng và linh hoạt, và một cái chiếc xe động cơ đặt trước dẫn động bánh trước luôn. Và cái động cơ này thì kết hợp với lại một cái hộp số thể thao 8 cấp Steptronic. Như vừa nãy mình có nói về cái mức công suất thì các bạn hình dung được rằng là nguyên bản ở chiếc GP là 306 mã lực thì nó tăng thêm là cũng tương đối là đáng kể so với lại chiếc Mini Zone Cooper Work 231 mã lực. Còn một cái chiếc Mini Cooper S thì nó chỉ có 192 mã lực thôi. Và tất cả những cái điều đấy để cái động cơ này mà đạt được một cái mức công suất mà tăng lên đáng kể như thế thì Mini đã phải áp dụng rất là nhiều những cái giải pháp ở bên trong. Nó cùng là một cái động cơ i4 2.0 thôi, nhưng thực ra những cái thay đổi ví dụ như là ở trục khuỷu này, piston này, tay biên, tất cả đã phải được gia cường hoặc là làm bằng những cái vật liệu tốt hơn để nó thích ứng với lại cái việc mà tăng công suất lên như thế. Và ở đây các bạn cũng nhìn thấy luôn là trên cái bản này nó có sẵn luôn cái thanh rằng cho cái khoang động cơ này luôn, cũng khỏi cần phải độ chế gì thêm. Thực ra thì đối với lại những cái con số đấy có vẻ là nó không ấn tượng, nhưng mà khi mà các bạn để ý rằng cái tự trọng của cái chiếc xe này nó cũng rất là nhẹ, và nó nhẹ hơn so với lại chiếc Mini Cooper Zone Cooper Work 10 kg. Trọng lượng khô của cái chiếc xe này là chỉ có 1255 kg, và nếu mà tính cả 75 kg cho trọng lượng ướt rồi nhiên liệu các thứ thì nó là 1330 kg. Rồi, gần đây mình đang ngồi bên trong một chiếc Mini GP này. Thế thì đối với lại chiếc Mini Zone Cooper Work GP này thì thực ra những cái thay đổi quan trọng nhất nằm ở cái đặc tính vận hành của cái chiếc xe, như là tăng công suất động cơ, giảm về trọng lượng, hay là đặc tính thiết kế khí động học bên ngoài cũng như là cái sự khác biệt. Tuy nhiên ở bên trong xe này thì mình cho rằng một cái sự thay đổi đáng kể nhất đó chính là việc mà hãng đã bỏ đi cái hàng ghế sau, chỉ còn giữ lại hai cái ghế phía trước, người lái và hành khách ở phía trước thôi.
Phía sau thì ngoài cái việc là lược bỏ đi cái hàng ghế thì ở đây mình cũng nhìn thấy là có thêm một cái thanh gia cường, nó sơn màu đỏ lên đây. Thì nó cũng làm cho cái việc mà cái khung thân xe, cái body ấy, nó sẽ được gia cường chắc chắn hơn khi mà cái chiếc xe chạy trong track hay là đường đua hay những cái màn mà chạy hiệu năng cao. Nói thêm một chút về cái ghế này thì đương nhiên những cái chiếc xe mà mang cái tố chất thể thao thụ ấy, thì nó cũng sẽ là những cái ghế ngồi chỉnh cơ, cả hai ghế chỉnh cơ luôn. Và đặc biệt là đây là cái thiết kế ghế ngồi thể thao và đã được mà thiết kế những cái phần này. Đây các bạn nhìn những cái phần tựa này, nó ôm sát người. Đặc biệt là khi mà lái xe mà khi vào cua gấp hay thế nào đấy mà nó chống cho cái hiện tượng là văng. Và ghế ngồi này thì kết hợp ở hai cái loại vật liệu, đó là một cái vật liệu Dynamic K kết hợp với lại da. Thì ở đây Dynamic K nó các bạn cảm giác nó kiểu như là một cái vật liệu da lộn hay nó gần gần như kiểu là Alcantara đấy. Vâng. Tuy nhiên ở đây thì nó cũng cho một cái bề mặt nó có cái độ ma sát rất là tốt, ngồi thì êm. Nhưng mà tất nhiên là cái việc mà chăm sóc cái loại vật liệu này thì nó cũng đòi hỏi một cách là nó cầu kỳ hơn. Ghế ngồi này thì ở trên đây cũng có những cái logo GP. Còn ở cái phần phía trước này thì mình thấy rằng là nó không khác biệt nhiều lắm so với lại bản Cooper S hay là bản Mini Zone Cooper Work. Có một cái điểm khác biệt đây. Các bạn nhìn thấy ở trên cái khu vực trước của cái táp lô này nó sẽ có một cái phần này. Ở đây là cái chữ nổi GP. Các bạn nhìn thấy cái con số ở đây là 0896. Đây chính là cái số hiệu của cái phiên bản, cái số thứ tự của cái chiếc xe trong số tổng số 3.000 chiếc được giới hạn sản xuất của cái chiếc Mini GP này. Và một cái điểm đặc biệt hơn nữa thì đó chính là cái việc mà những cái chi tiết trang trí decor này được tạo hình, được hình thành như này là bằng công nghệ in 3D. Nếu mà các bạn để ý một cách nó tỉ mỉ hơn vào những cái chỗ này thì sẽ thấy đó, nó rất là hay cái vật liệu ở đây. Và thậm chí đây, trên cái vô lăng thể thao bọc da Nappa này thì nó cũng đã có những cái thứ mà bằng công nghệ in 3D nó hiện hữu ở đây, đó chính là hai cái lẫy chuyển số. Hai lẫy chuyển số ở trên vô lăng luôn. Và các bạn nhìn thấy nó bằng kim loại nhá, không phải bằng nhựa. Vâng, bằng kim loại mà các bạn nhìn nó có những cái lỗ thì cái công nghệ in 3D nó cho phép tạo hình nó đẹp đẽ như thế này. Logo GP là cũng nằm ở đây luôn. Ở trên đây nữa, ở vô lăng thì mang cái tính chất của một cái mẫu xe đua thể thao, đâm ra là trên cái vô lăng này nó cũng có một cái điểm chỉ gọi là cái cân định vị cho cái vô lăng ở cái điểm chính giữa. Một số những cái mẫu xe thì các bạn sẽ nhìn thấy cái điểm này nó màu đỏ, thì mình cũng đang thắc mắc là tại sao Mini lại không làm cái này màu đỏ, để có phải là nó hay hơn không. Đó thì cái vô lăng này là bọc da Nappa này, rồi những cái đường chỉ khâu màu đỏ thì cũng có thể tạo thêm một cái điểm nhấn về cái chất thể thao ở bên trong nội thất. Ví dụ chỉ khâu màu đỏ trên vô lăng, rồi cái bọc cho cái tay nắm cần số hay là trên ghế ngồi thì cũng có. Theo mình được biết thì cái chiếc Mini GP này á, cái bảng đồng hồ của nó cũng có cho phép hai lựa chọn, một cái bảng đồng hồ tiêu chuẩn, và cái chiếc xe này ở đây thì đã là một cái đồng hồ tùy chọn, nó là một cái đồng hồ kỹ thuật số. Các bạn nhìn thấy không, nhìn nó cũng xinh xinh và nó có cái chất của và những cái mẫu xe đua thể thao hơn. Còn lại mọi thứ thì cơ bản là cũng không phải là quá gọi là đột phá so với lại cái ngoại hình của cái chiếc xe này. Ở khu vực trung tâm này thì vẫn là một cái giữ lại một cái thiết kế rất là đặc trưng, một cái màn hình trong một cái hình tròn như thế này. Cái màn hình trung tâm ở đây, nó nằm ở đây thôi. Trên này những cái nút thì mình không quá chi tiết, những cái nút này cũng quen thuộc rồi, ví dụ như là điều hòa hay là những cái nút về start stop ở đây. Ở đây thì cái tay nắm cần số này là phong cách của John Cooper Work này, hộp số. Nếu như mà trên phiên bản Cooper S sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp thì trên những cái phiên bản của John Cooper Work và cả phiên bản GP này sử dụng hộp số thể thao 8 cấp Steptronic. Và cái tay nắm cần số này thì nó cũng mình cho rằng nó cũng vừa tay và nó cũng cho cái cảm giác sang số thì cũng thích. Nếu mà muốn nó có chế độ thông thường hoặc là chế độ thể thao hoặc là chế độ M cộng trừ cũng có thể sang số ở trên này luôn. Đấy thì là những cái thay đổi ở bên trong của cái chiếc Mini Cooper John Cooper Work GP này. Nó là như thế. Như vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn một vài những cái thông tin và liên quan đến cái chiếc Mini Cooper John Cooper Work GP vừa mới về Việt Nam. Một chiếc Mini có thể coi là vua của Mini Cooper tại Việt Nam. Trong cái clip này thì mình cái phần mà trải nghiệm xe thì có lẽ là mình sẽ dành một cái dịp đặc biệt. Bởi vì sao? Bởi vì là tới đây Top Car Performance thì chiếc xe này, một cái anh khách của Top Car Performance cũng
có lẽ là cũng sẽ thực hiện một số những cái nâng cấp để còn cải thiện hơn nữa về cái sức mạnh cũng như là cái, ví dụ như là tăng công suất động cơ, nâng cấp hệ thống xả hoặc là một số thứ gì đấy để làm cho cái chiếc xe nó còn dữ dội mạnh mẽ hơn nữa. Mình được biết thì anh chủ xe ở đây cũng là một cái người rất là máu mê mà đua xe rồi rất là mê tốc độ, và những cái chiếc xe của anh ấy phải là những cái chiếc xe mà công suất cao và đã chơi cũng phải chơi hàng độc. Ví dụ như là chiếc GP này quả thực nó cũng là một cái chiếc xe thực sự là độc đáo. Chính vì vậy mà cái phần trải nghiệm tới đây thì sau khi mà Top Car Performance thực hiện những cái nâng cấp về hiệu năng thì mình cũng sẽ có một cái clip và chia sẻ với các bạn về những cái trải nghiệm của cái chiếc xe này hơn. Trên đường phố thì quả thực Mini Cooper thì các bạn cũng quá hiểu rồi. Những cái phiên bản mà với một cái hiệu năng, với một cái sức mạnh như thế này, nó cũng đem đến những cái trải nghiệm rất là đặc biệt. Cái xe này theo công bố của nhà sản xuất thì cái khả năng tăng tốc của nó là chỉ có 5,2 giây, trong khi đấy của chiếc Mini Cooper John Cooper Works thì là 6,1 giây, Cooper S thì là 6,9 giây. Đấy là những cái mốc son mà nó cứ giảm. Thì những cái cảm giác lái, cái đặc trưng của Mini thì nhỏ gọn này, linh lẹ này, cũng rất là thú vị, hưng phấn. Rồi hãng thì hay mô tả về đặc trưng của cái cảm giác lái go-kart, có nghĩa là nó thấp và nó rất là lanh nhẹ, đánh lái một phát là nó có thể ăn theo cái thao tác của người lái ngay. Rất là vui chia sẻ với các bạn một cái chiếc xe thực sự rất là đặc biệt, Mini Cooper John Cooper Works GP. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái video lần sau. Vâng, một lần nữa là cũng rất là cảm ơn Top Car Performance đã đem đến cơ hội cho Xe Đời Sống tiếp cận và chia sẻ với các bạn những cái thông tin về một cái chiếc xe thực sự thú vị này. Xin gặp lại các bạn trong các cái video về sau. Và thậm chí cả những cái mẫu xe được nâng cấp, được cải thiện về cái đặc tính vận hành đến từ Top Car Performance. Xin cảm ơn các bạn.